con ong nhỏ nhỏ, nhỏ xíu xíu, đuôi hút nhụy hoa lấy mặt hoa đấy, nhỏ xíu như là con muỗi. Cái loại ong này hay lắm, bé tẹo từ teo, mà mật nó quý lắm đấy các bạn. Ong rú, nó ong rú đấy các bạn. Ra vườn là thấy đủ thứ hay lắm. Cái chậu hoa này nhà mình ngày nào cũng những cái con ong nhỏ nhỏ đó nó cũng đến nó kiếm mật các bạn ạ. Đó, con ong bé xinh xinh này. Hết hoa đến rau, hết rau đến hoa, thích lắm. Một túm hành này các bạn. Ra vườn trồng hành thôi các bạn. Lại trồng hành, hành kia ăn hết rồi. Giờ trồng cái hành đây. Chú về hả? Chú hàng xóm đến xin cái lá lốt về ăn. Lại cắt củ hành các bạn ạ, trồng. Củ nào to thì để ăn, củ nào nhỏ thì để trồng. Con dao này cuốn quá. Đường tạm nữa. Nắng quá trồng chắc phải che rồi các bạn. Nó nắng lắm. Trồng không ăn thua. Lại cắt đầu cắt đuôi. Lại cắt đầu cắt đuôi để trồng hành các bạn. Cái hành kia hết rồi. Hành trồng trước ăn hết rồi các bạn. Hết rồi. Đợi trồng tiếp. Từng này củ là một hàng đấy các bạn. Vào đi trồng hành đấy các bạn nhé. Cứ cắm xuống này thôi các bạn. Đấy. Cách một gang cắm một củ. Cắm một củ. Thẳng hàng một hàng thôi. Phải che nắng. Không là nó không lên được. Nó khô ron khô róc. Khô ran khô róc. Lần này là mình trồng hành tím chứ không trồng hành hương nữa các bạn. Hành hương lần trước trồng rồi, lần này trồng hành tím thôi. Ba hàng hành chứ, ba hàng. Vậy là trồng được 3 hàng hành rồi các bạn. Nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ là phải tưới nước. Xong ngày mai, sáng mai là phải che vào. Không là nó nắng quá. Nó nắng quá là nó chết mất. Cho nên phải che lại. Đấy là buổi chiều lại ra vườn trồng hành các bạn ạ. Trồng buổi chiều, không trồng buổi sáng nó nắng quá nó chết mất. Trồng buổi chiều nó tối nay nó mát nó bật. Đây, trồng hành xong rồi đây. Có 3 hàng. Đây này. 1, 2, 3. Đấy, 3 hàng thẳng xuống đây. Mấy cây bắp cải vẫn còn này. Xem còn mấy cây, 2 cây này. Bên này 3 cây nữa. Là 5 cây bắp cải nữa các bạn. Đây, trồng hành xong. Con chó hàng xóm nó lại kêu. Hành đợi. Xem nào, hành nào. Nhấc những cái này đi các bạn. Xem hành mọc chưa các bạn nhé. Còn nó im lìm đây này. Đấy. Đây nó im lìm, nó chưa thấy cái gì đây. Nó nắng quá, nó nóng, nó không có nảy mầm lên nổi, mặc dù là che rồi đấy. Đấy, nó im lìm hết này. Củ nào cũng im hết này các bạn này. Không thấy mọc cái gì hết, không thấy nhú mầm gì cả. Tưới hành các bạn ạ. Rồi mình tưới hành ngày nào cũng tưới không thấy nó lên. Các bạn ơi, cái đám hành mình trồng được 5 ngày rồi mà chẳng thấy nó động đậy cái gì. Bây giờ mình qua mình thử nhổ lên xem cái bên dưới nó mọc rễ rồi chưa các bạn nhé. Bên trên thì không thấy tòi mầm. bên dưới xem mọc rễ chưa nhá. 5 ngày rồi mà. Khám phá xem cái đám hành nó nào, nó thối hết rồi. Xem nó có thối không các bạn nhá. Tại vì xem nó có thối không, tại mình nghi ngờ, tại nó nóng quá. Đất nó nóng quá là sợ cái củ hành nó om dưới, ở trên mình tưới nước mà dưới nó om vào là nó sợ nó hư, nó thối ấy. Nếu mà bên dưới nó mọc rễ là nó cũng có thể được. Trồng hành mùa nóng này khó lắm các bạn, không phải dễ đâu. Đấy rồi, đến nơi rồi. Đến nơi rồi, nhổ thử 1-2 củ xem sao nhé. Nhổ thử 1-2 củ hành xem nó có bị thối không. Kiểm tra củ hành xem có bị thối không. Sau đây mình sẽ đậy củ hành đây các bạn này. Mình thử bới nó lên nhá. Xem có sao mà 5 ngày không thấy động đậy gì. Wow. Ô, cái gốc nó chẳng thấy cái gì luôn các bạn ơi. Nó im lìm này. Không thấy gì hết luôn. Rễ cũng không thấy. Đầu nó cũng không thấy nảy mầm luôn. Không thấy gì luôn các bạn ơi. Nguy cơ quá. Thôi lại cho ông đây, chờ đợi. Thử củ khác nhá. Phải xem mấy củ mới niềm tin được. Đây, xem củ này xem nào. Củ này hơi trồi trồi, xem nó có mọc rễ rồi không các bạn nhá. Moi ra xem nào. Wow, củ này có rễ đây các bạn này. Có 2 rễ 2 bên đây này. Đấy, các bạn thấy không? Nó chưa tòi mầm lên nhưng nó mọc cái rễ 2 bên rồi đây. Không biết mình nhổ lên này nó có chết không nữa chứ. Đấy, nó mọc 2 cái rễ đây rồi các bạn này. 5 ngày rồi nó mới mọc được 2 cái rễ này các bạn này. Còn bên trên này nó vẫn im lìm đây này. Đấy, không thấy tòi mầm xanh. Chứ mỗi khi trồng nó nhanh lắm các bạn. Thôi mình lại cho không đây. Nó chết không? Nó sống không các bạn ơi? Hay nào nó chết? Lúc nãy mình tưới đẫm rồi đây. Thế là không bị chết đâu các bạn. Nó sẽ mọc mầm đấy, nhưng nó nóng quá nó sẽ mọc chậm thôi. Đây này, củ đây cũng thế này. Nó sẽ mọc đấy. Nhưng từ từ chắc nó mọc đây này. Đây. Mình nghĩ là từ từ nó mới mọc. Các bạn thấy không? Đợt trước mình trồng hành rất là dễ. Các bạn thấy mấy ngày nó lên rồi. Nhanh được ăn lắm. Do bữa nay trời nóng rất là khó trồng. Nhất là hành nó chưa lên ngay được đâu. Nên là mình phải chờ đợi nó lâu hơn. Và hình như là trời nó sắp muốn mưa rồi các bạn ạ. Đấy là cái cách trồng hành của mình. Khi mà vào trời sắp chuyển giao mùa thì các bạn thấy là hơi khó khăn. Nhưng mà mình vẫn muốn thích trồng hành để hành sạch. Mình ăn hành sạch ấy. Nên là mình cũng cố gắng thôi. Cái video trồng hành của mình đến đây là hết. Mình xin chào tạm biệt các bạn.